Với lượng truy cập đã từng đứng thứ tư theo bảng xếp hạng của Alexa, chỉ sau ba ông lớn là Google, YouTube và Facebook. Thậm chí, đến nay cũng chưa từng rớt khỏi top 20. Reddit là một trong số những trang web được nhiều người dùng Internet quan tâm bậc nhất. Đây hẳn là điều kỳ lạ bởi vì không ít người dù từng nghe qua nhưng vẫn chỉ biết về nó một cách vu vơ, chẳng hiểu thực chất nó là cái gì. Reddit là một kiểu trang web chuyên dẫn link ư? Một nền tảng con người tìm đến để viết những bài blog chia sẻ? Hay là một mạng xã hội? Bản chất của Reddit là gì? Trên thực tế, với những ai khi đã biết sơ sơ về trang web này rồi thì hẳn họ sẽ ngạc nhiên bởi cách vận hành thoạt nhìn đầy tự do, dân chủ và có phần hoang dã của nó. Có thể nói, tự do ngôn luận là thứ mà các người dùng Reddit tìm kiếm và vẫn là thứ khiến nó tự hào. Thế nhưng, đây vẫn chưa hẳn là bản chất của Reddit. Vậy, Reddit là gì? Và nền tảng được tạo ra bởi người Mỹ này liệu có tồn tại sự tự do dân chủ như chúng ta nghĩ? Cùng Spiderum tìm câu trả lời qua bài lược dịch Reddit và sứ mệnh giải độc Internet từ bài viết Reddit and the Struggle to Detoxify the Internet của tạp chí New Yorker nha. Với những người yêu thích nó, Reddit mang lại cảm giác hoang dã để tự hào, một trong những gã khổng lồ cuối cùng trên Internet đang chống lại sự đồng hóa. Reddit có một kiểu thẩm mỹ tụt hậu với thiết kế kiểu thô sơ và hàng nùi chữ. Một bài đăng mở đầu bình luận trong bài đăng trả lời bình luận trả lời lại câu trả lời của các bình luận. Reddit được xây dựng nên bởi hơn 1 triệu cộng đồng hay người ta gọi là subreddit. Một vài cái chỉ có 3 người đăng ký, có cái thì lên tới 20 triệu người. Mỗi subreddit dành cho một kiểu nội dung đặc thù, từ cái quan trọng nhất cho tới cái tầm thường nhất, như Our News, Our Politics dành cho tin tức chính trị, Our Trees dành cho người đam mê cả sân, Our Marijuana Enthusiast dành cho người đam mê cây, Our Mildly Interesting hơi thú vị và các bạn biết đấy, chỉ dành cho những bức ảnh hơi thú vị mà thôi. Một vài người vô tình vào Reddit thì nó nhảm và không bao giờ quay lại. Nhưng những người thực sự sử dụng hay các Redditor thường lướt nó gần như cả ngày. Giám đốc điều hành của Reddit Steve Huffman tuyên bố có một dạng chúng tôi tự nhận mình là trang chủ của Internet. Bây giờ thực sự tôi muốn nói rằng chúng tôi là một không gian dành cho những cuộc tranh luận mở và chân thành. Mở và chân thành có nghĩa là chính xác, có nghĩa là lộn xộn, có nghĩa là những thứ tốt nhất và tệ nhất, có những thứ bình thường nhất và lạ lùng nhất của nhân loại. Ranh giới quyền lực của Reddit. Đó là ngày trước lễ tạ ơn 23 tháng 12 năm 2016, không lâu sau khi Tổng thống Trump đắc cử. Huffman đang ngồi trên bàn làm việc ở San Francisco và lướt Reddit. Các quản trị viên của Reddit vừa mới xóa một subreddit có tên là Pizzagate, một diễn đàn dành cho những người có niềm tin vô căn cứ đầy tiêu cực về những nhân viên cao cấp trong chiến dịch tranh cử Tổng thống của Hillary Clinton và thậm chí cả bà ấy. Theo các quản trị viên Reddit, lý do bị cấm không phải là vì niềm tin của những người ở subreddit đó, mà là do cách hành xử của họ. Đặc biệt là vì họ đăng số điện thoại cá nhân và địa chỉ nhà của đối phương, một sự vi phạm các quy tắc của Reddit. Những chuyên gia thuyết âm mưu quay ngược lại nói rằng họ bị cấm là bởi các quản trị viên Reddit cũng là một phần của âm mưu. Một vài người tin vào các thuyết âm mưu đã rời khỏi Reddit và tụ họp tại Void, một trang web được tạo ra bởi và dành cho những người bị Reddit loại bỏ. Những người dùng Pizzagate ở lại thì tụ họp lại ở R The Donald, một subreddit ủng hộ Trump khá nổi. Trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống, The Donald là cái ổ của những người ủng hộ Trump. Khoảng thời gian này, nó đã trở thành một nhóm chứa đầy những chuyện cười nội bộ hay những bài hùng biện hoành tráng. Những người thường xuyên bình luận giống như con người mà họ đã giúp đưa lên làm tổng thống là những chuyên gia thử thách những giới hạn. Chỉ trong vòng vài phút, họ bắt đầu thể hiện bức xúc của mình về việc Pizzagate bị xóa. Các Redditor, tức người dùng Reddit, đều được ẩn danh và sự ẩn danh của họ được thể hiện bởi chữ U, viết tắt của username. Tên người dùng của Huffman, CEO Reddit là Spets, và khi xem The Donald, anh nhận ra hàng trăm bình luận đang nhắm vào mình. Các Redditor có thể không biết rằng Huffman có thể chỉnh sửa bất cứ phần nào của trang web. Anh viết một đoạn script sẽ tự động thay tên người dùng của anh bằng những thành viên kỳ cựu nhất của The Donald, hướng những lời xúc phạm vào những người đang cố lăng mạ anh. Người dùng trong The Donald thấy được điều gì đang diễn ra và họ phản ứng bằng cách vẽ ra một thuyết âm mưu khác. Trong trường hợp này, hóa ra lại là thật. Vụ việc này nổi lên với cái tên là Spacegiving và nó vẫn được khơi ra cả trong lẫn ngoài Reddit. Một ví dụ điển hình trong việc lạm quyền của những người điều hành. Các nền tảng truyền thông xã hội phải làm gì đó để kiềm chế người dùng. Mọi người đều đồng thuận, nhưng không phải làm như thế. Reddit trong nỗ lực tự do dân chủ của mình. Huffman không thể chỉnh sửa trang web một cách bừa bãi nữa, nhưng hành động của anh chứng tỏ một sự thật rằng hầu hết các công ty truyền thông xã hội che giấu một điều rằng dù nền tảng của họ có trung lập tới đâu, sẽ luôn có một người đứng sau bức màn.
Huffman viết một bức thư xin lỗi. Ẩn trong lời xin lỗi của anh là nhiều câu hỏi, và có lẽ những câu hỏi trung tâm nhất dường như là để đối mặt với những người quan ngại về thực trạng quyền ngôn luận của công dân. Liệu có thể nào tạo điều kiện cho một không gian mở để đối thoại mà không đồng thời tạo điều kiện cho những trò lừa đảo, quấy rối và kích động bạo lực? Đâu là ranh giới giữa tính xác thực và độc hại? Điều gì xảy ra nếu công nghệ cho chúng ta nói ra những điều trong nội tâm? Cái duy nhất ta học được là nhận ra rằng nhiều người trong chúng ta thực sự là những kẻ độc hại. Huffman và người bạn cùng thời đại học Alexis Ohanian đã thành lập Reddit vài tuần sau khi tốt nghiệp Đại học Virginia năm 2005. Những người đầu tiên hoạt động trên Reddit, giống như những người tạo ra Reddit, là những người trẻ với cái đầu nhiệt huyết quan tâm tới lập trình vi tính, trò chơi điện tử và kiểu hài hước sắc sảo. Hệ thống của Reddit là dân chủ, hay có thể nói là vô trật tự. Bất cứ ai cũng có thể đăng cái gì cũng được, và ai nhận được nhiều upvote nhất sẽ được lên đầu trang. Lúc đó Facebook chỉ dành cho sinh viên đại học, và trước khi tham gia bạn phải khai tên thật, ngày sinh, một địa chỉ email sinh viên thật xịn, đủ tiêu chuẩn để được vào. Để tham gia Reddit, cái duy nhất bạn cần đó là một cái tên chưa từng có ai dùng. Bạn có thể đăng ký bao nhiêu tài khoản ẩn danh tùy ý, tha hồ sáng tạo và nghịch phá. Chỉ vài tháng sau khi Reddit ra mắt, Huffman đưa ra những cưỡng chế đầu tiên. Người ta bắt đầu đăng nội dung thô tục và bạo lực. Vẫn được thôi, nhưng Huffman muốn người dùng biết chút gì đó về cái mà họ bấm vào để có thể tránh việc mở porn ngay trước mặt các sếp. Huffman dán nhãn NSFW hay Not Safe for Work và tách ra khỏi những thứ khác. Và đó là dấu chấm hết cho kỷ nguyên dân chủ thuần túy. Năm 2006, Ohanian và Huffman bán Reddit cho Condé Nast, một tập đoàn truyền thông sở hữu 20 tạp chí, bao gồm cả cái The New Yorker mà bạn đang đọc. Reddit giờ hoạt động độc lập. Cuộc mua bán biến họ thành triệu phú đô la ở tuổi 20, nhưng cảm thấy mình không phù hợp cho một tập đoàn lớn. 3 năm sau, họ rời đi. Thiếu đi sự có mặt của họ, cuộc vui ngày càng to hơn và kỳ quái hơn. Nhiều nhóm xấu xí đã nổi lên ngay sau đó. Một subreddit nổi tiếng xấu xí là r/jailbait. Tháng 9 năm 2011, Anderson Cooper thảo luận về subreddit này trên CNN. Thật đáng kinh ngạc là một tập đoàn lớn tồn tại cái thứ như thế này. Nó sẽ gây ảnh hưởng xấu rất nhiều. Chỉ trong một đêm, lưu lượng truy cập vào jailbait tăng gấp 4 lần. 12 ngày sau, ai đó đã thực sự đăng một nội dung quá trớn vi phạm đạo đức. Ngay lập tức sau đó, cộng đồng đã bị xóa. Nhưng người sáng lập ra jailbait, một tay troll khét tiếng, đã được cho phép ở lại Reddit cùng với khoảng 400 subreddit không đứng đắn khác mà hắn ta đã tạo ra. Jishan Wong, một kỹ sư làm việc cho Facebook, sau đó đã đầu quân và trở thành cựu giám đốc điều hành của Reddit. Anh nói rằng mình cấm jailbait hoạt động bởi vì subreddit này đã vi phạm luật pháp nước Mỹ. Wong rời khỏi Reddit vào năm 2014, sau 2 năm rưỡi. Người kế vị anh là Ellen Powell, một nhà tư bản đầu tư tài chính, và cô chỉ ngồi trên ghế này 8 tháng. Thời gian khi cô lãnh đạo, Reddit đã thông báo một cuộc càn quét các nội dung khiêu dâm không tự nguyện. Nếu các bạn thấy bức ảnh khiêu dâm của mình trên Reddit mà không hề biết gì về nó, bạn có thể báo cáo và công ty này sẽ xóa nó. Nhìn lại thì có vẻ như đây là một quyết định kinh doanh đơn giản, nhưng một vài Redditor lại coi nó như là mở màn của một chuỗi sự kiện ác mộng. Vài tháng sau, Reddit xóa sổ 5 trong số nhiều cộng đồng gây tranh cãi nhất. Một lần nữa, các Redditor giật đùng đùng lên như trúng kinh phong. Gần như ngày nào cũng có người gọi hồn Pao và gọi cô là một kẻ bạo chúa và nhiều cái tên bẩn thỉu khác. Cô tổ chức vào tháng 7 năm 2015. Cô viết trên tờ Washington Post, Internet khởi đầu như một thành trì của tự do ngôn luận, nhưng để giữ cán cân được thăng bằng thì càng ngày càng khó. Quyền lực vượt tầm kiểm soát của mạng xã hội. Qua thời gian, các mạng xã hội dần trở thành các tổ chức. Hơn 2 tỷ người sử dụng Facebook. Nói cách khác, công ty này đã thành công trong nhiệm vụ làm cho thế giới trở nên kết nối hơn. Năm 2016, điều đó có nghĩa là ngoài những thứ khác, nó đã khiến cho những người ứng cử chức tổng thống kết nối được nhiều hơn với những kẻ da trắng thượng đẳng, các tổ chức vũ trang quân sự, những kẻ buôn bán tin giả và những chiến dịch quảng cáo nhắm vào người dùng được trả bằng những đồng rúp. Chỉ một thời gian ngắn của cuộc bầu cử, Brad Parscale, chiến lược gia của Trump về truyền thông số, trong chiến dịch đã trả lời tờ Wire rằng Facebook và Twitter là lý do chúng tôi thắng trong cuộc bầu cử lần này. Reddit cũng là một phần quan trọng trong chiến thuật của Trump. Parscale viết trên Reddit rằng, những thành viên ở đây giúp chiến dịch tranh cử của chúng tôi tiếp cận và lớn mạnh một cách đáng kể. The Donald đặc biệt trở thành một ổ các meme được lan truyền nhanh chóng. The Donald, với hơn nửa triệu người đăng ký, cho tới giờ là subreddit ủng hộ Trump đông nhất, nhưng nó chỉ xếp hạng dưới 150 trong tổng số các subreddit, ngang với r/cryptocurrency và r/comicbooks. The Donald chỉ chiếm ít hơn 1% lưu lượng truy cập của Reddit, nhưng nó chiếm nhiều hơn 1% những cuộc tranh luận mở trên Reddit.
bọn troll đã tạo ra một cái bẫy khéo léo. Nếu lờ đi mấy lời khiêu khích của chúng, bạn sẽ có cảm giác đồng lõa. Nếu phản hồi lại, bạn sẽ phát tán thông điệp của chúng. Trump có lẽ là một trong số những kẻ troll có kỹ năng nhất thế giới, có thể gây chú ý bất cứ khi nào ông ta muốn, chỉ đơn giản bằng cách nổi khùng khùng lên. Nhà báo và biên tập viên truyền thống có thể lựa chọn lờ đi, và đôi khi họ làm thế, nhưng lựa chọn đó không có ở những nền tảng mà nội dung được tạo ra bởi người dùng. Những người điều hành truyền thông xã hội tuyên bố là họ sẽ khách quan và họ thiết kế nền tảng của mình thành những cái máy mang cho chúng ta những cái mà chúng ta không nói là mình muốn hay là tốt cho chúng ta, mà là những thứ khiến chúng ta phải để ý đến nó. Không có giải pháp nào tối ưu cho vấn đề này, vì thế nên những CEO của các công ty công nghệ cố gắng thảo luận về nó càng ít càng tốt và ở trong điều kiện thoải mái nhất. Twitter đã từ chối yêu cầu khóa tài khoản của Tổng thống Trump, mặc dù ông ta đã vi phạm rất nhiều điều khoản của công ty này. Tôi đã hỏi vài quản lý của các nền tảng truyền thông xã hội về vấn đề này. Tôi nói với họ rằng mình không mong chờ một câu trả lời cụ thể. Tôi chỉ muốn họ nghĩ về câu hỏi này. Không ngoài dự kiến, chẳng ai thèm phản ứng gì. Twitter gần như phớt lờ mọi email của tôi. Người đại diện truyền thông của Snapchat đi ăn sáng với tôi một lần rồi lờ mọi email của tôi. Người phát ngôn cho Facebook nói chuyện với tôi vài tuần, hỏi những câu chính xác và thông minh trước khi lờ email của tôi đi. Reddit và sự đòi hỏi minh bạch. Reddit có nhiều lý do để trở nên minh bạch. Nó lớn nhưng không phải là cần thiết với mọi người dùng như Facebook, vì thế không phải là mục tiêu của các nhà quảng cáo. Mọi mạng xã hội đều chứa những điều cay độc và tin đồn nhảm, nhưng không phải mạng xã hội nào cũng được nhắc đến với những điều như thế trong trí óc của mọi người. Tháng 7 năm 2015, Huffman quay trở lại với Reddit với vị trí giám đốc điều hành. Trong một bài đăng về những ưu tiên hàng đầu trong công việc, anh viết: "Đa số content trên Reddit tới từ những cộng đồng tuyệt vời, sáng tạo, thông minh, hài hước và cả ngốc nghếch. Nhưng cũng có mặt tối, những cộng đồng mà mục đích của họ thực sự đáng trách và chúng tôi không có trách nhiệm phải ủng hộ thứ như thế. Cả tôi và Alexis đều tạo ra Reddit không phải để nó trở thành một thành trì cho tự do ngôn luận." Ohanian và Huffman không bao giờ giữ lời họ nói theo nghĩa đen. Quy tắc của Reddit vẫn vắn tắt và không rõ ràng, thậm chí luật ngầm của họ còn đơn giản hơn. "Chúng tôi khóa tài khoản của mọi người suốt đấy, chỉ là chúng tôi không nói nhiều về nó." Bởi vì Reddit còn nhỏ và những hành vi sai trái cũng hiếm, Huffman có thể tự mình khóa tài khoản của người dùng theo những quy tắc đạo đức thông thường. Kiểu như, thằng này có tư phân biệt chủng tộc trong tên người dùng, xóa luôn. Với cương vị của một CEO, Huffman tiếp tục truyền thống mà Powell đã bắt đầu, chẳng hạn như xóa những subreddit mang nặng tính phân biệt chủng tộc. Cũng có phần khác, nhưng tôi có thẩm quyền đạo đức, là một người sáng lập tôi có thể làm thế. Nếu Powell là một vị phụ huynh kiểm soát của Reddit, thì Huff là kiểu: "Tao đem mày tới thế giới này và tao cũng có thể ném mày đi." Trụ sở của Reddit, một trạm phát thanh cũ ở khu thương mại của San Francisco, trông giống như một văn phòng khởi nghiệp. Trần bê tông dày, một khu sinh hoạt chung có bia với trà. Mỗi bàn làm việc được trang trí theo sở thích cá nhân. Làm việc ở Reddit cần phải để ý cực kỳ cẩn thận về những sở thích tạp nham của các Redditor. Và không có gì lạ khi thấy một nhóm nhân viên ăn mặc lịch sự bàn tán sôi nổi về những bài đăng mới nhất của các subreddit ngớ ngẩn. Buổi sáng đầu tiên đến văn phòng, tôi gặp Huffman. Huffman có vẻ thô hơn rất nhiều những người quản lý các tập đoàn truyền thông khác. Và mỗi khi anh ta nói chuyện với tôi khi có mặt trưởng bộ phận PR của Reddit, anh luôn nói một điều gì đó khiến cô ấy nhăn nhó. Tôi có một danh sách các chủ đề muốn hỏi Huffman về mọi thứ, bao gồm những cáo buộc thao túng những bài được đăng trên trang chủ Reddit và những quan điểm cá nhân của anh về Trump. Huffman trả lời tất cả những vấn đề đó trong một ngày. Chiều hôm đó, tôi được xem Huffman đặt chỉ tiêu bán hàng cho một nhóm quản lý ở văn phòng quảng cáo tại New York. Giống nhiều nền tảng khác, Reddit phải đấu tranh rất nhiều để biến lượng người dùng khổng lồ thành một khoản thu nhập bền vững. Và những người đại diện cho nó phải dành rất nhiều thời gian để thuyết phục những khách hàng tiềm năng rằng Reddit không phải một bãi rác nóng hổi. Lúc sau, Huffman nói với tôi rằng lập lại trật tự của Reddit cần phải có sự can thiệp liên tục. Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ rời văn phòng vào một ngày thứ 6 và bùm, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta đã chữa lành Internet. Mỗi ngày anh ghé thăm một phần của trang web, mở cánh cửa này hay cái khác một cách ngẫu nhiên. Trong này trông thế nào? Có giống một đống shit không? Không, mọi người đang vui mà, chẳng ai ấp ủ âm mưu gì và không ai khóc lóc cả. Ok, ổn rồi, và anh sang tiếp phòng khác. Facebook từng tuyên bố rằng sẽ làm tin tức hiển thị ít hơn trên trang chủ của người dùng. Facebook ban đầu được tạo ra để kết nối bạn bè và gia đình, và nó đã làm điều đó một cách xuất sắc. Giám đốc sản phẩm là Samit Chakrabarty viết trên blog của công ty. Nhưng khi mà rất nhiều người sử dụng kênh truyền thông này để thể hiện sức mạnh chính trị của mình, nó đã bị sử dụng và gây ra những hậu quả xã hội khó lường.
tôi muốn đảm bảo rằng sản phẩm của chúng tôi không chỉ vui mà còn tốt cho mọi người, Mark Zuckerberg đã từng nói với The Times. Những tuyên bố trực tiếp đến từ Zuck hiếm đến nỗi lời này thôi cũng có thể được coi là tin tức đáng chú ý. Theo những báo cáo của Daily Beast, văn phòng nghiên cứu Internet đã cài cắm vào cả Reddit những thông tin giả trong cuộc bầu cử năm 2016. Tờ Washington Post đã từng đăng bài báo nói rằng Quốc hội Mỹ sẽ tổ chức một buổi điều trần với những quản lý của Reddit về điều này. Cùng ngày đó, Reddit đã tìm ra và xóa hàng trăm tài khoản liên quan tới chiến dịch tuyên truyền của Nga. Với những chiến dịch tung tin giả như thế, người Nga không hành động một mình. Hàng ngàn người ngây thơ vô tội ở Mỹ cũng upvote và nhắc lại những thông điệp của họ. Tôi tin rằng nguy cơ lớn nhất của người Mỹ là khả năng phân biệt sự thật với nhảm nhí. Tôi ước rằng có một giải pháp đơn giản là cấm mọi loại tuyên truyền, nhưng đâu có dễ như vậy. Rõ ràng là những gì chúng ta thấy trên Internet ảnh hưởng tới những gì chúng ta nghĩ. Chúng ta đều biết bởi vì Facebook đã nghiên cứu vấn đề này. Từ năm 2012, không hề thông báo hay xin phép, Facebook đã chọc máy bảng tin của gần 700.000 người dùng chia ra làm hai nhóm. Với một nhóm chứa những người đăng nội dung gây cảm xúc tích cực và một nhóm chứa nội dung gây cảm xúc tiêu cực. Hai năm sau, Facebook giải mật thí nghiệm và công bố kết quả. Người dùng nổi điên và sau đó Facebook đã ngừng tiến hành các thử nghiệm bí mật hoặc không thừa nhận chúng. Nhưng kết quả của thí nghiệm bí mật này rất rõ ràng. Những người với bảng tin vui vẻ thì hạnh phúc hơn và ngược lại. Tác giả của nghiên cứu gọi nó là sự lây lan cảm xúc trên diện rộng. Từ đó, truyền thông xã hội đã không chỉ phát triển về mặt kích thước mà còn cả phương diện ảnh hưởng. Và những công cụ thuyết phục đã được tạo ra cho các nhà quảng cáo, gián điệp và các dư luận viên ngày càng sắc bén hơn. Trong cuộc tranh cử năm 2016, một vài kẻ mạo danh Nga đã gây ảnh hưởng lớn tới niềm tin của rất nhiều người Mỹ. Và dĩ nhiên là cả số lượng phiếu bầu. Với một cuộc bầu cử sắp tới, hầu hết những lỗ hổng mà người Nga lợi dụng lần trước vẫn chưa được đóng. Và lỗ hổng chính, sự mở và kết nối đầy tính lây lan của giới truyền thông có lẽ là không thể đóng được. Khi tôi nêu ra vấn đề này với Huffman trong lần ăn tối vào mùa hè năm ngoái, anh nói, Reddit là một sự phản ánh hiện thực và những người thích Trump trong thực tế họ lên Reddit để nói về Trump, mọi thứ vẫn tốt đẹp. Rồi sau đó anh nói về cái mà có lẽ những người làm quản lý khác sẽ không bao giờ biết. Đó là hiện thực cũng phản ánh truyền thông. Mọi thứ kỳ dị trên đời cũng có thể xảy ra trên mạng. Anh thử tưởng tượng tôi đăng một chuyện cười xúc phạm như để nhấn mạnh rằng đây là những gì mà một người phân biệt chủng tộc hay làm. Nhưng anh hiểu sai ngữ cảnh và nghĩ thằng phân biệt chủng tộc này cũng có lý phết. Kiểu thiên biến văn hóa như thế, tôi nghĩ là nó giải thích nhiều về những gì đã xảy ra trong The Donald. Ít nhất là trong thời gian đầu, ai đó cứ đăng mấy cái chuyện cười hay là ảnh meme để xem họ có thể đi xa đến đâu. Và câu trả lời là... xa vãi nuẩn! Những cộng đồng cánh tả trên Reddit thường xuyên nài nỉ công ty này khóa The Donald. Cho tới giờ, Huffman vẫn ngần ngại, bên nào cũng có cái lý của nó. Nhưng cuối cùng là, theo tôi, là sự giận dữ của họ bắt nguồn từ cảm giác họ không có tiếng nói. Vì thế, sẽ chẳng giải quyết được gì nếu như tôi tước đi tiếng nói của họ. Tôi tự hào rằng Reddit có thể xoay chuyển cuộc bầu cử. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ không làm điều đó. Và tôi không biết rằng chúng tôi cố gắng né tránh nó rồi. Nhưng tôi tin rằng nếu thực sự muốn, chắc chắn Reddit có thể xoay chuyển tình thế. Ít nhất là trong cuộc bầu cử 2016. Chỉ cái vừa rồi thôi. Đó là một suy nghĩ kinh khủng, nhưng nó lại gần như là đúng. Ngày 11 tháng 8 năm 2017, cái nôi nuôi dưỡng học vấn của Huffman, Đại học Virginia, bị một nhóm người da trắng theo chủ nghĩa dân tộc cầm đuốc chiếm đóng. Tôi đang trên máy bay khi xem tin tức và tôi thấy cảm xúc lạ lùng lắm, Huffman kể lại. Anh về nói với nhân viên rằng, nếu bất cứ ai trong số những người này ở trên Reddit, tôi muốn chúng biến mất. Nhưng cảm xúc cá nhân là một cách tồi để làm chính sách. May quá, đội của tôi hiểu tôi đủ rõ để nói. Steve, anh bình tĩnh lại đi. Mình sẽ bàn chuyện này vào thứ hai tuần sau nhé. Reddit cấm mọi hoạt động của một subreddit cực hữu mà thành viên trong đó có hành vi kích động bạo lực. Tại Charlottesville, một trong những người da trắng theo chủ nghĩa dân tộc đã lái xe đâm vào đám đông nhóm chống biểu tình, làm bị thương 19 người và chết một phụ nữ. Bài đăng top đầu của subreddit nói trên có bình luận về vụ việc này là làm hay đấy. Huffman cho biết, những người này đang cười nhạo sự sống chết của người khác và cần phải cút đi được rồi đấy. Reddit có luật cấm những nội dung xúi dục kích động bạo lực và đây là một sự vi phạm. Xúi dục hay kích động bạo lực là một tiêu chuẩn khá hẹp và Huffman cùng cộng sự quyết định mở rộng nó ra. Một cụm từ này biến thành một câu. Không được đăng các nội dung cổ vũ, tôn vinh xúi dục hay kích động bạo lực hay xúc phạm thân thể một cá nhân hay tổ chức người. Tương tự, không đăng nội dung tôn vinh hay cổ vũ hành hạ động vật. Điều luật này cần được diễn giải và buộc công ty phải tạo ra một danh sách các loại trừ giáo dục, tin tức, nghệ thuật, châm biếm, tài liệu. Tháng 10 năm 2017, vào buổi sáng mà chính sách mới được ban hành,
Jessica Ashu, trưởng ban chính sách của Reddit, ngồi trên một chiếc bàn dài cùng nhiều nhân viên khác. Trước mặt họ là một cái laptop, một cốc cà phê và hàng đống đồ ăn vặt. Chào mừng đến với phòng công tác chiến cập nhật chính sách. Và tôi biết sự mỉa mai khi gọi nó là một phòng công tác chiến, khi mà nhiệm vụ của nó là làm cho Reddit bớt bạo lực, nhưng đã quá muộn để đổi tên. Công việc kiểm soát nội dung nguy hiểm của Reddit chủ yếu thuộc về 3 nhóm: đội truyền thông, đội an toàn và tin cậy và đội chống ác quỷ. Đội truyền thông giữ liên lạc với một nhóm Redditor hoạt động ở nhiều cộng đồng trên Reddit, xin phản hồi và cố gắng cổ vũ họ cư xử đúng mực. Khi thất bại và Redditor phá vỡ nội quy, đội an toàn và tin cậy sẽ trừng phạt họ. Đội chống ác quỷ, một nhóm lập trình viên backend tạo ra các phần mềm cắm cờ, những nội dung lách luật và gửi nội dung đó cho con người để họ có thể quyết định làm gì với nó. Ashu kiểm tra kế hoạch trong một ngày. Cùng một lúc, họ sẽ thay thế chính sách cũ bằng cái mới, đăng một thông báo giải thích chính sách mới, cảnh báo một loạt các subreddit rằng có thể cộng đồng của họ đang vi phạm chính sách mới và cấm hoạt động một loạt các subreddit khác vi phạm một cách trắng trợn và thách thức. Một vài bình luận trong thông báo tỏ vẻ hoài nghi. Họ thực sự không muốn thay đổi bất cứ thứ gì, một redditor bình luận, bày tỏ quan điểm rằng lệnh cấm chỉ để tạo điều kiện cho bọn quảng cáo. Mạng xã hội, dù có lớn hay thân thiện tới chừng nào, đều không phải là những thế lực không thể thay đổi, mà là những công nghệ được đưa vào thử nghiệm và xây dựng bởi những con người. Chúng ta có thể tự nói với bản thân rằng những con người này là những người gác cổng hay họ đã rũ sạch định kiến và cảm xúc, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Tôi đầy những định kiến giống như người khác thôi, Huffman từng nói với tôi. Tôi chỉ làm việc hết sức để đảm bảo rằng họ không thể ngăn cản tôi làm những điều đúng đắn. Trong một thế giới hoàn hảo, một người 34 tuổi đi giày đá bóng sẽ chẳng có sức mạnh đáng sợ đến thế. Trong thế giới mà chúng ta đang sống, ít nhất là những người điều hành truyền thông xã hội có thể nắm bắt được thứ quyền lực đó. Tháng 11 năm 2017, một nhóm các nhà khoa học máy tính ở 3 trường đại học đã xuất bản ra một nghiên cứu có tên Hiệu quả của lệnh cấm năm 2015 của Reddit nghiên cứu qua các phát ngôn thủ ghét. Họ đã phân tích dữ liệu của 100 triệu bài đăng trên Reddit. Liệu lệnh cấm về tổng quan có làm giảm thiểu hành vi thù ghét hay nó chỉ rời hành vi đó từ nơi này sang nơi khác của các trang web? Họ kết luận rằng lệnh cấm thực sự có tác dụng. Những người dùng đang tham gia vào các subreddit bị cấm thì sẽ không sử dụng Reddit nữa hoặc giảm tần suất phát ngôn thù địch xuống một cách thần kỳ. Melissa Tidwell, trưởng phòng pháp chế của Reddit nói với tôi rằng tôi quá mệt với những người cứ lặp đi lặp lại câu thần chú, tự do phát ngôn. Tôi chẳng nói thêm được gì nữa. Này, tự do ngôn luận rõ ràng là một lý tưởng tốt đẹp để theo đuổi. Ai lại không muốn có được tự do? Ai lại không thích có tiếng nói riêng? Nhưng mà thực tế thì mỗi ngày đều có những vùng xám xuất hiện. Hôm đó, tôi đã xem Tidwell và một người đồng nghiệp dành nhiều phút đồng hồ để tranh luận về một subreddit khiêu dâm hạng nhẹ có nên nằm trong những kết quả tìm kiếm tiêu chuẩn hay không. Có phải tự do ngôn luận có nghĩa là ai muốn nói gì thì nói bất cứ lúc nào không? Tidwell tiếp tục. Hay nó là sự thuận lợi hơn trong việc tự do chia sẻ tư tưởng nếu chúng ta có thể tạo ra nền tảng mà phụ nữ và người da màu có thể nói những gì mà họ muốn nói mà không bị hàng ngàn người hét vào mặt và chửi rủa. Nếu câu trả lời của anh chỉ đơn giản như thế cho câu hỏi khó về sự tự do ngôn luận thì tôi xin lỗi. Điều đó chỉ nói lên rằng anh chẳng biết gì. Có một truyền thống là các công ty công nghệ sẽ tung ra những trò đùa vui vẻ, tự châm biếm mình vào ngày cả tháng 4. Ý nghĩa của việc này là tạo ra một vài trò vui khiến cho công ty có vẻ thân thiện với công chúng hơn, nhưng nó cũng có thể tạo ra hiệu ứng ngược. Đặc biệt là khi lời mở đầu của trò đùa là sức mạnh càng ngày càng tăng của thung lũng Silicon. Vài năm trước, Twitter tuyên bố họ sẽ tính phí cho những chữ cái nguyên âm mà người dùng đăng lên. Google chia sẻ một thiết kế trung tâm dữ liệu của họ trên sao Hỏa và Amazon tung ra phần mềm nhận diện giọng nói có thể nhận lệnh từ thú nuôi. Nhưng công ty này thực sự chưa từng bắt tay vào khởi động bất cứ dự án nào trong số này. Nhưng một ngày nào đó có thể họ sẽ làm thế, nếu họ muốn. Cả tháng 4 năm ngoái, thay vì một thông báo đùa, Reddit tung ra một thí nghiệm xã hội thiên tài. Nó tên là Our Place và đó là một ô trắng có kích thước 1000x1000 pixel. Lúc bắt đầu thì các ô đều có màu trắng và khi thí nghiệm bắt đầu thì ai cũng có thể đổi màu 1 pixel thành một trong 16 màu ở bất cứ đâu trên bảng trắng đó. Hạn chế duy nhất là tốc độ. Có thuật toán chỉ cho phép mỗi Redditor chỉ thay đổi màu ô đó 5 phút một lần. Bằng cách đó không có cá nhân nào có thể chiếm được nhiều ô cùng lúc. Josh Waddle, giám đốc sản phẩm của Reddit chịu trách nhiệm Our Place đã giải thích. Để tạo ra cái gì đó ở diện rộng, họ buộc phải hợp tác. Place được khởi động khoảng 25 phút trước khi tôi tới đó và Waddle đang hối hả bên chiếc laptop, điên cuồng làm mới hàng chục tab trình duyệt. Lúc đó, ô vuông gần như trắng trơn, chỉ có vài đốm màu xuất hiện rồi lại biến mất. Nhưng Redditor đã lên kế hoạch trong phần bình luận, bám vào kế hoạch của họ đến mức điên loạn và theo đúng phong cách của Reddit. Đế chế xanh muốn biến cả hình vuông thành màu xanh, đế chế đỏ muốn biến cả hình vuông thành màu đỏ và họ đã tạo ra một cuộc chiến dẫm vào chân nhau.
một vài nhóm khác lên kế hoạch gửi những thông điệp, hình ảnh có dạng fractal và một vài meme. Một nhóm cánh tả đa đảng, những người ủng hộ Trump, những người yêu nước theo chủ nghĩa tự do và những cô cậu tuổi teen muốn vẽ một lá cờ Mỹ ngay giữa ô vuông. Họ đã lập ra Our American Flag in Place và phác thảo ra chính xác diện tích, hình dạng của ngôi sao và sọc ngang và chiến thuật để loại bỏ bọn xâm lược. Trong khi đó, một nhóm người theo chủ nghĩa hư vô ở Our Black Void chuẩn bị bôi đen tất cả những gì mà họ thấy các nhóm khác tạo ra được. Waddle cố gắng rất nhiều để chứng minh cho thấy rằng Place là kiểu dân chủ thuần túy, thuật toán được thiết kế để mà một khi các dự án được khởi động, tất cả những gì anh có thể làm là ngồi nhìn như những người khác. Lúc đó, khi đang xem, trông anh có vẻ lo lắng. Ý tưởng là hãy tạo ra một mô hình thu nhỏ của Internet và xem điều gì sẽ xảy ra. Reddit bản thân nó không phải là tư tưởng gì phức tạp mà chỉ như một tờ giấy trắng. Cộng đồng mới chính là người làm ra những thứ sáng tạo và cả những thứ kinh khủng. Waddle dừng một chút. Tôi thấy khá tự hào, nhưng sẽ là nói dối nếu là 100% tự hào. Một trong những bình luận ở top của Place là tôi sẽ cho chúng nó 1 giờ đồng hồ trước khi vẽ hình chữ vạn phát xít. Lúc sau, một trong những đồng nghiệp của Waddle nói với tôi, đó là điều khiến Josh thức cả đêm. Nếu dòng tiêu đề báo ngày mai là Reddit, một nơi để vẽ chữ vạn phát xít trên Internet thì sao? Góc trên cùng bên trái, một màu tím nhấp nháy, nơi đế chế xanh và đế chế đỏ giao chiến. Một họa sĩ graffiti viết, 9/11 was an inside job. Một vài phút sau, chữ was biến thành wasn't và un thành anime. Ở một chỗ khác, Dick Butt viết thành Dick Butter, rồi sau đó là Dick Buffet. Và rồi sau đó, những chữ vạn xuất hiện chỉ vài cái nhưng đủ để Waddle mặt tái nhợt, chùm mũ hút đi lên đầu, rút vào một phòng họp trống. Một nhân viên đọc bình luận và nói, một nhóm vừa tìm thấy mấy chữ vạn và nói với những người khác ở đâu để xóa nó đi. Tôi vừa nhìn thấy xong, một người khác nói, anh chỉ vào một vùng trên màn hình, như chúng tôi đã chứng kiến, chữ vạn bị xóa đi và cái khác bị sửa thành một cái logo của hệ điều hành Windows 95. Cuối cùng bọn vẽ chữ vạn chán quá và bỏ đi. Một lúc khác, lá cờ Mỹ bị bốc cháy rồi ngọn lửa bị dập tắt và mọi nhân viên gieo hò. Cho đến phút cuối, hình vuông biến thành một tấm thảm tạp nham hỗn loạn đầy màu sắc. Nó là bức hình hàng trăm các hình ảnh khác thường, logo của các đội thể thao, ban nhạc và công ty sản xuất trò chơi điện tử, một đoạn độc thoại từ Star Wars, David Bowie, bức Mona Lisa và một cựu thủ tướng Phần Lan. Ở giờ phút cuối cùng, ngay trước khi bức ảnh được đóng băng và truyền lại cho hậu thế, Black Void bất ngờ tổng tấn công vào lá cờ Mỹ. Một vết nứt màu đen xé toang lá cờ từ góc dưới, rồi sau đó chiếm lấy cả lá cờ. Chỉ trong vài phút, cả vùng trung tâm bị biến thành màu đen. Rồi sau đó, một cuộc nổi dậy trên diện rộng đã nổ ra để đánh bật hư không. Lá cờ và sọc quay lại hình dạng ban đầu và cuối cùng lá cờ vẫn ở đó. Hình ảnh cuối cùng không chứa biểu tượng thù ghét nào, cũng như không có đe dọa bạo lực hay ảnh khỏa thân, và thí nghiệm xã hội phiên bản thu nhỏ của Internet đã kết thúc như vậy. Tựu chung lại, Reddit là một nền tảng của tự do, song cũng gợi nhiều vấn đề về định nghĩa tự do ngôn luận. Còn bạn, bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy cho mình biết trong phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết nội dung này và xin hẹn gặp lại trong lần gần nhất. Peace!